Sáng giờ đi đâu vậy luôn? À, con đi massage. Đã không? Đã. Gái đẹp không? Đẹp. Tiền bo mắt không luôn? Mốc xỉ. Gì rẻ vậy mày? Ừ, thiệt mà, rẻ rề luôn á. Mà mấy em nó nhiệt tình không? Nhiệt tình lắm. Ok, vậy em nào mày dẫn nó đi ha. Thôi. Sao vậy? Thôi, tại đâu nó chửi con nữa đó. Chứ sao mày nói nó nhiệt tình? Thì con bo nó có con xỉ nó chửi con nhiệt tình luôn. Mẹ nó, ghét không tới đó nữa. Trời đất ơi, tôi sợ mày quá luôn ơi. Con còn sợ con nữa. Rồi mày đi massage xong rồi mày đi đâu tới giờ mới về? Trời ơi, đáng lẽ con về sớm lắm. Thiệt luôn á. Mà đang đi trên đường gặp cửa hàng kia đang có vụ cướp nên đứng lại coi chơi. Ồ, ghê vậy? Cướp gì vậy luôn? Hồi đất ơi, nó kề dao vô nó cướp điện thoại của nhỏ kia đó bà. Ồ, táo tợn vậy luôn hả luôn? Ờ, mấy đứa này nó lì ghê luôn á. Chà, phải chi có ai quay lại để coi mình rút kinh nghiệm nữa hả luôn ha. Hay không cần đâu. Thiệt, nghe nói cửa hàng nó có gắn camera, giờ trên mạng chắc có clip rồi. Con nghĩ trên mạng chắc có rồi đó. Vậy hả? Ok, bây giờ để ba sợ trên mạng có chưa? Ờ, sợ lẹ đi. Màu đen, màu bạc, màu hồng. Có màu xanh luôn. Bà coi xong rồi, mà lúc con đi ngang qua con thấy tụi nó còn đó không? À, nó bỏ chạy trơn, không thấy đứa nào hết. Mà cô chủ cửa hàng có bị sao không? Không sao. Cô chủ cửa hàng đẹp gái luôn. Đẹp lắm. Thiệt hả? Thiệt mà. Ừ, bà hỏi vậy thôi chứ cũng không có chấm mút gì được đâu, bỏ qua ha. Ờ, bỏ qua đi. Chà, cũng may có camera nó quan sát nó quay lại hay luôn ha. Ừ à. Lu à, bà nghĩ là mình nên gắn camera trong nhà luôn đi con. Hợp lý. Chứ bà thấy xã hội bây giờ phức tạp quá. Quá phức tạp luôn. Cho nên việc gắn camera là cần thiết đúng không Lu? Đúng rồi. Mình vừa chống trộm được nè. Đúng luôn. Mình vừa quan sát được những người trong gia đình của mình nữa phải không Lu? Trời, bà nói không sai luôn á. Còn biết có chỗ nào bán chưa? Biết chứ. Ở đâu vậy, chỉ bà đi. Ok, camera Lê Tấn.vn, cửa hàng này ở Tây Ninh đó ba. Vậy mua online được không? Được luôn. Ở đâu có nhiều mặt hàng không? Trời ơi, nhiều mặt hàng dữ lắm, cái mặt nào cũng có, mặt giống con cũng có luôn. Ghê vậy? Ừ. Rồi được rồi, để ba lên tham khảo thử. Ừ. Ba tham khảo đi, camera Lê Tấn.vn á, nhớ gọi vào cho đúng nghe. À Lu à, con có muốn gắn trong toilet luôn không? Chi vậy ông nội? Thôi không cần đâu. Sao vậy? Tướng con dễ xấu lắm.